Đó. Khác nha, không tập. Bạn thôi là con giới thiệu con tên gì? Lộ luôn rồi. Ba lộ cái gì mà được 100 triệu
ăn cũng được. Chứ không phải là không được đâu. Tại vì mình không biết là không biết cách mà ra. Cũng như hai, cũng như dạy cho mấy em này, quý vị đâu có ngờ hai cái ông thầy, hai ông thầy mà quý vị không ngờ đi lên thi mà đi thi gì thì bị sông ra đó. Đúng, đàn tin hình của nó nếu mà thi luôn á thì đã là quá quân rồi. Nhưng mà ông chúng tôi thì vì lý do đặc biệt không có được thi. Thì lý do là sao? Tu trong chùa không có thi. Tôi nói tu trong chùa thì giỏi hơn người đời nhiều. Băng chớ là năm thứ này. Tôi xin lỗi quý vị, ai đem dẫn đến năm thứ này là đây. Đo chứ đo tài chỉ đặt năm thứ ít thì của tôi nè. Nói tôi trong chùa đó. Dạ ai? Tôi có ai đâu. Thì quý vị thấy chưa? Tu là phải khôn. Chứ tu mà ngu xin lỗi quý vị tu chi? Tôi mà ngu thì tôi chi? Thành ra là nhờ sự động lượng của ngài thì quân đây, nhờ sự động lượng của tất cả mấy anh em trong đây chương trình mà thách thức với đài đây mà bé nó được người đời biết đến. Và sắp sửa tuần lễ sau bé nó lên thì gala, thì gala tôi làm sao đây? Chắc là các đem có chị nào quay phim không ạ? Hoặc là các chị nào mà quay cái đoạn đó thì xin mình edit cái đoạn đó lại giùm ha. Và giữ cái mặt xíu để cho nó có gì hấp dẫn chứ thôi. Thông tin đó thì tại thầy hồi đầu lần đầu tiên thầy đến thông báo. Dạ nên thầy chưa có rõ về cái nội dung chương trình mình phát sóng như thế nào. Nói chung là rất cảm ơn thầy mỗi lần các bé đi thi á rất là tội nghiệp đi xe máy. Các thầy ban đầu chương trình không biết thì các bé đi xe máy thì nhỏ thì đi xe máy có bữa mưa nắng rồi các thầy chở đi, về sau thì sau khi đi lên chú bài thì chương trình mới biết là hỏi như thế nào thì